200 g hạt. Khoảng 1 g 200 g nước. Gắn vô cửa xe, chỉ cần đẩy xuống thôi. Sao? Rồi chúng ta đẩy nút lại, đẩy nút lại, đẩy xuống rồi bây giờ nghe để khóa lại. Rồi xe nó cũng sẽ dừng lại. UBI xin chào. Rồi bấm nút bắt đầu như này, xong tôi chọn sữa hạt nấu chậm. Sữa hạt nấu chậm. Rồi xe đó bấm bấm bắt đầu. Cái thế đợi cho máy nấu. Thời gian nấu khoảng 27 phút. Nước bắt đầu sôi. Nấu xong chúng ta mở nắp ra. Rồi. Ủa nãy là chưa xong. Rồi. Bỏ vào khoảng chút xíu muối nha, để cho cái vị nó sẽ ngon hơn. Bao nhiêu muối đó nha. Rồi. Còn đường á thì tùy theo khẩu vị các bạn, ăn ngọt hay là ít ngọt thì các bạn bỏ đường ha. Nửa cục. Rồi, xin chào mình đổ vào đây ha. Rất là đẹp luôn, rất là mịn luôn. Rất là thơm.